Cho nên cái cách để mà quý vị ha, để cảm được với Phật, để giải nghiệp con trái giữa mình với con cái á, thì cái cách lạy Phật là nó mô cảm ứng. Có nhiều nói mày phá quá, đứa con mình nó phá quá đó, nó mày phá quá, mày phá tao lạy mày á, tao lạy mày á. Nó có miệng chứ đâu có lạy đâu. Thực sự là lạy đi, để tôi nó lên bàn thờ đi, tha thiết vừa lạy Phật mà vừa lạy nó luôn. Ai chỉ vậy? Chuyên không phà xưa là hòa thượng Tịnh Không nói. Có một cái ông đó, ông thấy cái đứa con cũng nó phá quá cỡ rồi, tiền bạc nó ăn chơi nó tiêu xài. Hòa thượng nói ông giờ ông lấy cái tên đó để lên bàn thờ ông lạy đi. Ông hỏi mình lạy con mình có sao không? Kêu không sao, giữa ông với nó là oan gia trái chủ. Bây giờ ông lấy cái tên đó ông để lên bàn thờ, ông lạy Phật và ông lạy nó luôn, ông lạy dùng nó, thì như vậy cái nghiệp giữa nó với ông sẽ tan biến. Ông lạy một tháng sau ông kêu hòa thượng ơi chưa nhúc nhích. Hòa thượng nói lạy nữa đi. Lạy biết bao nhiêu không? 3 năm. Thằng con thay đổi luôn. Đó là câu chuyện mà hòa thượng Tịnh Không kể chúng ta nghe nha. Còn tại Tịnh Thất Quan Âm, có một chú đó tên là Tí. Nó tuổi Tí bằng với tuổi Dách Ngàn, gọi là Nhâm Tí, mà gọi nó là Tí Điên. Vì sao Tí Điên? Trên xe nó lúc nào ở trong cái thùng ba ga, mà cái xe ba ga là mở tấu nè, dao nè, đủ dạng để trong đó, và thích là đâm chém thôi. Mà khi nó bước vào trong một cái nhà hàng để ăn á, mấy đứa kia chỉ nhìn nó cười thôi, không biết là cười gì, cười như thế nào, thì nó lại nó cầm chai rượu nó đập đầu người ta, nó đâm liền. Thì bác kế này rất là đau khổ buồn. Và khi nghe Đĩa Dắt Ngàn như vậy, để tên cho cái chú Tí này lên lạy. Thì để tên lên lạy như vậy 3 tháng, người vợ cũng không đồng tình. Vợ là theo Cao Đào giáo, và đưa cái áo tràng nói đi lên chùa thầy Nhàn niệm Phật, mà cầm áo tràng mà vứt qua, mà kêu thời buổi này mà bận cái áo này hả? Vợ nói vậy. Xong rồi ông cũng buồn, rất là buồn. Xong rồi ông mới lạy. Ông lạy sau cái bữa đó anh Tí đó, anh nói ba con muốn lên Tịnh Thất Quan Âm của thầy Nhàn á. Bởi vì hôm trước ba mở cái đĩa con đứng con coi, con thấy ông này nói chuyện sao có duyên quá, cái miệng ông nói sao có duyên quá. Thì lên gặp Dắt Ngàn, tự nhiên ra tóc nó nổi rầm lên, lông ốc nó dựng dựng lên. Nó nhìn nó kêu ông thầy chùa này có gì đâu mà mình sợ ông ta. Hồi xưa giờ mình có sợ cái thằng nào đó mà tự nhiên còn sợ ông thầy chùa này ta. Tự nhiên đầu ốc nó rùng mình lên, cái đi về. Về tối ngủ một đêm kêu ba, cho con lên con quy y với ông thầy này ba. Bắt đầu dắt nó lên. Dắt nó lên làm lễ quy y, quay lại về nhà ăn chay tường cạo đầu luôn. Không đi chơi với bạn bè. Bạn bè rủ ra, nói cái món này là mày thích nhất nè Tí, mày ra mày chơi coi. Ra kéo, kêu người lấy gói mì gói ăn xong cái nói, bữa nay cái cảnh giới tụi bay khác với cảnh giới tao lắm, tao nói chuyện với tụi bay không được nữa đâu. Nói vậy bắt đầu chạy xe về. Mà hai vợ chồng mấy năm nay không có con. Sau rồi tự nhiên 5 năm sau, bữa nay tụng kinh niệm Phật, sanh ra đứa con trai. Đó là chú Tí, con bác kế ở tại Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam. Để chúng ta nói cho quý vị biết, khi con cái quý vị có nỗ lực, quý vị có để tên nó lên mình lạy, có tội lỗi gì không? Không tội lỗi. Vì sao? Vì mình lạy thế cho nó, và lạy giữa nó với mình, cho cái oan gia trái chủ nó được giải quyết. Cái chuyện này hòa thượng chỉ chúng tôi áp dụng đó nghe. Chúng tôi nghe qua băng đĩa của bác Thanh Trí Dịch. Cái chuyện này hơi lạ không? Về làm đi sẽ thấy. Lỡ ông chồng có theo vợ bé, lạy tới luôn. Nhưng mấy bà cười vô cái chỗ này, chỉ bên đây chỉ một cái chiêu này là đặc biệt đó nghe. Chúng tôi nói là có y cứ những sự chỉ dạy của các vị tổ nha, của các vị đi trước nha, chứ không phải là chúng tôi nói tự biên tự diễn đâu ạ. Thường chúng tôi giảng là nói những công đức của Phật nói trong kinh, chứ không tự chế đề tài à. Và dẫn chứng những câu chuyện sinh động thực tế, gọi là pháp sống, là nói những câu chuyện người ta sống thực, người ta tu tập có kết quả, chứ không phải là tự bị đặt. Thưa quý vị, một cái điều Dắt Ngàn rất cảm động xuất hiện trong tâm. Lúc đi lang thang chưa có Tịnh Thất Quan Âm, mẹ Dắt Ngàn ở tại nơi chùa Sư Bà Hải Triệu Âm là Ni Viện Hương Sen. Và năm 2000 cụ ở đó. Và mỗi buổi sáng
Một giờ khuya thức dậy, tu đến 4 giờ và xếp kệ, xếp kinh ra, xếp bộ đoàn ra cho đại chúng ra tu. Vì bà cụ ở nhà là 12 giờ khuya dậy làm bánh hỏi, cho nên lúc vô tu 9 giờ ngủ đến 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Và từ năm 2000 đến 2007, cụ thành tâm lạy cho thầy có cái chỗ không để đi lang thang chỗ này chỗ nọ, không có đi ở chùa này chùa nọ, mà có một cái chỗ mỗi ngày cụ lạy cho thầy 108 lạy, lạy cho thầy. Và chỉ có lạy Quan Âm Bồ Tát. Cuối cùng thầy có được cái chỗ đó là tịnh thất Quan Âm. Hôm nay đem cụ bà về đây tu, và cụ bà một ngày lạy được 1000 lạy bây giờ này. Năm nay 80 tuổi, xin thưa là 80 tuổi. Và mỗi ngày ăn rất đơn giản, chỉ có rau, không có bột ngọt, không có dầu, chỉ có một trái bầu với mấy cái cọng bún gạo bỏ vô nấu nước trộn trộn lên và bỏ cơm vô ngồi ăn. Kêu sao bữa nay ăn cái miệng nó ngọt quá. Vì sao bà cụ có một cái sức khỏe đặc biệt như vậy? Vì sao? Vì nhờ công đức lạy Phật. Vì nhờ lạy Phật là một môn tập thể dục cao cấp. Quý vị chạy bộ thì nó vận động được hai cái chân, và tập tạ thì nó được hai cái tay, phải không ạ? Còn lạy Phật thì từ đầu, rồi cổ, rồi mình, rồi ngực, rồi chân đều vận động một cách hợp lý. Cho nên Phật nói công đức lạy Phật. Và khi cúi xuống lạy như vậy thì sao? Máu nó bơm lên trên não. Khi cúi xuống lạy như vậy, máu nó bơm lên trên não. Người này không thiếu máu lên não. Nghe kỹ ha. Và đầu óc người này sẽ thông minh từ nơi cái vận động tập thể dục, không tốn hao năng lượng. Vì bạn chạy điền kinh, bạn tập tạ thì nó hao năng lượng, cho nên phải cần ăn bồ tổ vô. Còn người lạy Phật không hao năng lượng mà tiêu nghiệp bệnh, mà đầu óc sáng suốt, mặt mày hồng hào. Bà cụ chúng tôi nay cân chỉ cân chỉ trong vòng 40kg hoặc 38kg thôi, nhỏ chút xíu người như vậy, vậy mà lạy Phật vô địch thiên hạ. Cho nên nói về cái công đức lạy Phật, chúng tôi tích tập nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái mẫu chuyện cảm ứng, nhiều cái nhân vật mà họ đang thực hành phương pháp lễ Phật. Thưa quý vị, cái phương pháp lễ Phật là một công đức. 10 công đức lạy Phật, 10 công đức niệm Phật, 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật, 10 công đức phóng sanh, và 10 công đức niệm Phật lên tiếng. Niệm Phật nó có hai cái 10 công đức, 10 công đức niệm Phật và 10 công đức niệm Phật lên tiếng. Như vậy 10 công đức lạy Phật, Phật nói lạy Phật là công đức, niệm Phật là công đức, phóng sanh là công đức, in kinh là công đức. Như vậy những công đức này bạn tích tập cho mình, cho gia đình, và gia đình quý vị có đức thì hưởng một đời, hai đời, nhiều đời luôn. Còn tiền bạc quý vị làm ra, quý vị chỉ hưởng được một đời, là đời nào? Khi mình đai rồi là không mang theo được. Đai là chết không? Không mang theo được. Và con cái của mình chưa chắc gì giữ được, vì không có đức để bảo bọc. Chúng tôi giảng vô kinh nha, giảng sâu sắc nha, giảng vô là biết cách tu liền, mà chịu tu hay không thôi à. À, xin thưa gia đình chúng tôi là một gia đình thiếu phước. Vì sao thiếu phước? Vì gia đình làm ăn nó thua lỗ. Trồng cà phê thì thấy cà phê có giá quá chừng luôn. Trồng một mẫu cà phê, khi trồng khi nó có trái bắt đầu giá nó xuống. Ôi cha. Và xuống như vậy là 2-3 năm liên tục, chưa khi nào nó xuống lâu như vậy. Ở Ban Mê Thuộc á, mà khi trồng cà phê á, là giá năm này nó lên thì năm sau nó xuống, năm sau nó lên thì năm này nó xuống. Nhưng mà 2-3 năm liên tục nó xuống luôn. Ông cụ ông nói chắc kiểu này nó xuống luôn à. Thôi bán xong giá nó lên.
chịu nổi không? Nó lạ rứa chứ. Chuyển sang bắt đầu mua bò chăn, mua mấy con bò đê trong làng dân tộc mang về cho anh em nuôi ở chăn. Cái bữa đó nuôi cái con bò đó đó, là cái con bò đen đó đó, khi bán nó vô cái lò mổ, mà lúc đó chúng tôi còn trẻ mà bản thân chúng tôi dắt vô nó mới chết chứ. Và dắt vô lò mổ vừa đập đầu nó xong, tối ha, nó dí ông cụ bay bay lên nó dí theo luôn, mà dính ngay con bò đen đó. Mà con bò đen nó đặc biệt, những con khác á ngang mà dắt nó đi nó không có khóc, nó không có chảy nước mắt, mà riêng con đó vừa bắt đầu nói chuyện xong dắt đi là nó khóc, nó chảy nước mắt. Ồ, con đó nó linh tính ghê. Và khi dắt nó đi như vậy xong vô đập đầu, tối bắt đầu cái linh thức của nó dí ông cụ, ông cụ bay 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 và bay lọt vô trong chùa, nó đứng ngoài nó kêu nó rống. Giờ ông bán hết đàn bò luôn. Cho nên gia đình chúng tôi rất là khổ cực vì không biết bố thí, không biết làm phước, cho nên đời này rất là khổ cực và thiếu thốn, gọi là nghèo nàn. Mà đến hôm nay chúng tôi đi tu á, mà đến 2000 đến 2007 á vẫn thiếu thốn luôn. Dắt nhàn với người bố bị bệnh suy tỷ khi cụ hết bệnh rồi, quý vị biết không, cái sinh hoạt nó thiếu thốn vô cùng. Một cái bình ga mà đôi khi không đủ tiền mua, cái bình ga là nó rẻ bèo nhất mà không có tiền mua. Hai cha con trên núi chỉ có mua mấy cọng giá về với mấy cái cà, thả vô nấu nước cho nó nhiều, bắt đầu chan vô cơm húp. Là thầy biết thầy thiếu phước nhiều quá. Khi gặp Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói muốn có phước đó thì từ công đức mà làm. Công đức gì? Công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức thuyết pháp, công đức in tượng Phật. Chúng tôi bắt đầu làm từ công đức này. Mỗi chủ nhật chỉ có 200.000 là 10 đô phóng sanh. Rồi bắt đầu từ từ làm những cái đĩa như vậy nè, quay những cái đĩa này về tự dựng, bắt đầu chép tặng cho người ta. 5 năm nay là bắt đầu đạo tràng, bắt đầu nó mới khai mở, nó kết tinh lại từ công đức này sanh ra. Đến hôm nay 500 người đi đi về về vậy mà đủ sinh hoạt. Nếu chúng tôi đi giảng mà xin tiền quý vị á, không đủ về chi phí. Ở đâu chi phí? Mỗi chủ nhật người ta về niệm Phật, tự động người ta bỏ vô để nuôi lại các cụ già. Chúng tôi đi như vậy khỏe lắm, không bận biểu về cái chuyện tiền bạc, lo lắng xin xỏ kêu gọi quyên góp. Mà chỉ gì? Mà chỉ có giảng xong, ai muốn phóng sanh thì chúng tôi làm cho quý vị, ai muốn in kinh chúng tôi làm cho quý vị. Có ít in ít, có nhiều in nhiều, không có khỏi in, cho sao cái đầu nó khỏe dữ ta. Như vậy cái đầu mình nó mới thanh tịnh, mình mới giảng ra lời pháp của Phật được nha. Như vậy tại pháp hội chúng tôi bình yên, yên ả rồi bắt đầu chúng tôi mới đi. Cho nên chúng tôi nói quý vị là cái phước mà chúng tôi có trong đời này là do đời này tạo nên, chứ không phải là đời trước. Nghe rõ chỗ này không? Vì đời trước chúng tôi không biết bố thí, không biết làm phước, cho nên rớt vô một gia đình quá nghèo nàn. Và đến ngày hôm nay gia đình được bình yên, và một cái chùa chúng tôi nói mà cái chi phí rất lớn, nhưng gì? Nhưng vẫn dư luôn chứ không phải là đủ. Báo cho quý vị biết như vậy, là từ công đức phóng sanh, từ công đức in kinh, từ công đức niệm Phật, từ công đức lạy Phật mà ra. Tin nổi không? Không tin. Vì sao không tin? Bởi vì chưa làm. Làm đi rồi sẽ thấy. Dám từ 2007 đến 2009 không đi đâu giảng, chỉ ở nhà niệm Phật với mấy bà già trầu. Vì Hòa Thượng Tịnh Không nói nếu bạn ở nhà chân chân thật thật niệm Phật thì có long thần hộ pháp đến gia hộ cho quý vị, và cái giảng của quý vị sẽ lên đô. Lên đô là sao? Đè mấy bà già ra giảng riết, giảng riết, giảng riết vậy đó. Ngày nào cũng giảng, ngày nào cũng nói, văn ôn võ luyện mà. Và nói riết từ năm bà già cho đến 50, đến bây giờ 500 bà cụ. Nhờ mấy bà cụ đó mà lên tay nghề hả nghe. Lên tay nghề hả nghe. Cho nên hôm nay đạo tràng 5 người cũng giảng được, 50 người cũng giảng được, 60.000 người ở Đại Tùng Lâm cũng giảng, cũng giảng hứng thú. Bởi vì luyện từ cái lò ít ra đó. Cho nên quý vị yên tâm, có bao nhiêu giảng cũng là hứng thú hết trơn á. Cố gắng quý vị đừng bỏ thầy về sớm nha. Bây giờ bắt đầu đi vào công đức thứ nhất. Công đức này ai cũng thích nè. Có trên tay chưa ạ?
Nếu quý vị chỉ nói là công đức, 10 công đức lạy Phật, hay gọi là 10 công đức lễ Phật. Công đức đầu tiên là được sắc thân tốt đẹp, đúng không ạ? Công đức đầu tiên là được sắc thân tốt đẹp. Trong sắc thân của Phật có 32 tướng tốt, 80 lại vẻ đẹp. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghe này nha, đón nhận từng giờ từng phút, chứ chiều hôm nay là hết giờ đó. Chiều nay là chúng tôi đi qua, sáng mai là đi qua Mê Bành rồi, muốn nghe cũng nghe không được nữa nha. Giây phút này là thiêng liêng dữ lắm á nha. Bao nhiêu năm mơ ước mà coi đĩa không chứ chưa thấy thực tế và tiếng nói bằng con người thật nha. Nãy có cái cô đứng ngoài đó, cái trời ơi, con chỉ nghe băng đĩa của thầy. Hôm nay con đến đây, thầy biết không, đêm hôm qua con ngủ không được. Kêu làm gì dữ vậy? Trời ơi, con nhớ thầy. Thì hên con này con nói nhớ thôi, chứ con không nói con mê thầy. Ở bên Việt Nam có cái cô đó, con nói con mê thầy. Cái mê gì? Cái mê cái miệng. Thưa quý vị, Phật nói người lạy Phật có một cái công đức. Ngoài cái sắc thân xinh đẹp thầy chuẩn bị giảng á, là nó còn một cái công đức nữa là biện tài vô ngại. Biện tài tức là cái miệng của mình nó nói khéo léo, rất là đi vào lòng người, làm cho người ta mê mẩn để tu hành, mê pháp môn niệm Phật, mê cái cách lạy Phật. Rồi có một cái năng lực thu hút. Cái người thôi miên, cái người thôi miên, người ta thôi miên lâu ngày, nó có năng lượng thôi miên, khi nói ra một cái là nó hốt hồn người ta liền. Hôm bữa kể cái câu chuyện mà ông đó, ông vỗ vai, ông đi về, ông lấy tiền không ạ? Ông thôi miên á. Thì như vậy khi họ có cái năng lực thôi miên, họ chỉ nhìn mình một cái, họ nói một câu mình đáp lại là họ hốt cái hồn mình rồi. Và họ nói mình phải đi theo cái hành động của họ liền. Năng lực thôi miên nó dữ dằn như vậy. Nhưng khi thôi miên nó còn cái ngã trong đó, còn lạy Phật lâu ngày, nó sẽ tiêu cái ngã đi, gọi là vô ngã vị tha. Còn người thôi miên, người ta có năng lực nói đó, nhưng sao? Người ta muốn chiếm hữu của cải vật chất, nó còn cái ngã để dính vào cái lợi danh, thì người ta sẽ mất cái phước, rồi nó tiêu cái thôi miên nó đi luôn. Còn riêng người niệm Phật, lạy Phật, nó có năng lực gọi là biện tài vô ngại, nói để người ta lạy, nói để người ta tu, chứ không phải nói để chiếm hữu của cải vật chất của họ. Cho nên cái công đức nó càng cao, nó càng tăng trưởng. Quý vị về lại một thời gian đi, quý vị sẽ thấy nó đặc biệt. Đặc biệt gì? Sắc thân tốt đẹp. Tốt tức là không bệnh hoạn. Cái sắc thân bạn là sắc băng, sắc thân gọi là very bad, bad lắm, xấu lắm. Là gì? Là bệnh hoạn. Gọi là không tốt là bệnh hoạn, đúng không ạ? Mà tốt là khỏe, khỏe mạnh. Còn đẹp là gì? Đẹp như Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đặc biệt cái tay của Phật dài xuống tới đây, và tay của Phật xuống hết khỏi đầu gối. Và 32 tướng tốt, trong đó có một cái tướng là cái lưỡi le ra là liếm trọn vẹn cả cái mặt. Còn cái lưỡi của mình nói láo nhiều, le tới đây. Hả? Phật có một cái tướng tốt, khi mà đưa cái lưỡi ra đó thì le liếm cả cái mặt, và khi đưa vào bên trong thì nằm gọn trong cái họng. Nhưng mà nghe chỗ này nè, khi nói đến cái lưỡi là nghe nè, cái lưỡi nó mềm cho nên còn, cái răng nó cứng thì nó gãy, đúng không ạ? Hiểu hiểu được quy luật này không? Muốn ám chỉ cái gì? Con người mà cứng cỏi, sân hận, bực bội, tức tối, người này sẽ gãy và đổ nát gia đình, cuộc sống. Và người này sẽ không thành công, vì cái tâm sân hận nó tiêu đi công đức, gọi là nhất sân chi quả, năng thiêu vạn khổn công đức chi lâm. Cái người mà biết tu rồi, người ta có lạy Phật rồi, người ta như nước, vô chai là chai nước, vô bình là bình nước, hòa vào tất cả mọi đối tượng. Nhưng người ta vẫn rất là khéo léo uyển chuyển như cái lưỡi, người ta sống, người ta thành công. Và sắc thân tốt đẹp. Như thế nào gọi là sắc thân tốt đẹp? Lạy Phật một thời gian, gương mặt của bạn sẽ giống vị Phật quý vị đang lạy. Trời ơi, cái gương mặt giác nhàn lúc trước là nhìn thôi, nhìn thấy thảm lắm. Không nói thật mà, cái này nói chân thành. Nó ốm, nó nhọn mà như cái mặt chích, cái mặt chích.
yểu mà cái ông Thình đó ông nói là cái đứa nhỏ này không sống qua 30 tuổi, hôm nay 41 tuổi sống được dư 11 năm rồi đó. Mà từ cái công đức tinh kinh lạy Phật phóng sanh đến hôm nay nhìn thấy cũng dễ con chút phải không? Sáng hôm nay trước khi đi cũng phải make up á, cạo cho nó sạch sẽ đồ đó, nhìn vô cái gương cái ổ bữa nay sao mình thấy cũng khác khác cái ta. Là gì? Không phải mình tự mãn mà tự tin. Tự tin vào công đức lạy Phật, tự tin vào công đức thuyết pháp, tự tin vào công đức phóng sanh. Vì cái tự tin này thân tướng của mình thay đổi. Chỗ này quan trọng nè. Sắc thân tốt đẹp là sắc thân của người này không bệnh hoạn như bác sĩ Quách Huệ Trân, mà từ cái lạy Phật mà sắc thân bị ung thư, thế mà bác sĩ không còn bệnh ung thư. Và tại Việt Nam, ai? Sư cô Quảng Phước niệm Phật tại phòng vãng sanh, thế là không còn bệnh ung thư. Bữa nay sống tại nơi huyện Đức Trọng là sư cô Quảng Phước. Quý vị có coi cái đĩa đó chưa? Trong này có người coi cái đĩa sư cô Quảng Phước là ca hộ niệm đầu tiên mở hàng mà không vãng sanh mà hết bệnh. Chúng tôi nói cô Quảng Phước, chúng tôi rất là buồn. Sư cô nói trời ơi, con niệm Phật con khỏe lại, đáng lẽ ung thư bao tử, ung thư đường ruột, gọi là đường ruột bị nhiễm trùng ung thư rồi, bác sĩ chê con về con niệm Phật con hết bệnh thầy phải mừng chứ. Cô không, phòng vãng sanh là để tưởng người về với Phật. Bữa nay cô biến cái phòng vãng sanh thành cái bệnh viện rồi. Mà cô mở hàng như vậy rồi vô người ta cứ vô hết bệnh miết thành bệnh viện rồi sao? Mấy bệnh viện khác nó kiện nữa làm sao? Cô kia thôi thầy hoan hỷ đi, để vài bữa nữa con biết ngày giờ giảng sanh, con lên con mở hàng người giảng sanh biết ngày giờ. Cổ hết bệnh, niệm có một tuần lễ mà không đi tiểu ra máu, không đi cầu ra máu, cầm luôn. Hôm qua mới giảng ở bên nhà của một vị Phật tử, có cái cô đó, cổ nói ba cô cổ mà niệm Phật như vậy là nó cầm máu lại được luôn. Gia đình niệm Phật mà sống lại mấy tháng luôn. Hôm qua cổ có kể cho chúng ta nghe. Như vậy hôm nay chúng ta không phải là mê tín dị đoan, chúng ta tin một cách mù quáng, chúng ta lạy một Phật A Di Đà, chúng ta lạy Phật mà Phật này không có nhân vật, chỉ là danh hiệu A Di Đà Phật, là danh từ hư cấu, là một danh từ hư ảo, là một nhân vật huyền thoại. Huyền thoại là tự bị đặt lên gọi là huyền thoại, nhưng nhân vật này không phải là hư cấu, nhân vật này không phải là huyền thoại, nhân vật này không phải là tự bị đặt lên, mà nhân vật này đã thành Phật ở đâu? Ở cách đây 10 muôn ức cõi là Tây Phương Cực Lạc, ngài đã thành Phật 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp. Ai nói? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Dẫn chứng cụ thể không? Cụ thể. Nói ở đâu? Nói trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, và nói trong kinh A Di Đà Phật. Mà kinh đó chỉ có Phật nói thôi, chứ ma không thể nói được. Ma không thể nói được cảnh giới Cực Lạc, không thể nói được 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, và ma cũng không thể nào nói được cái diễn trình Tây Phương Cực Lạc có sa cừ mã não san hô lu ly phổ hổ phách, không thể nói được, vì ma không đủ thần lực và nhãn thần nhã là gọi là thiên nhãn đầy đủ để mà nhìn thấy cảnh giới Cực Lạc. Chỉ có Phật cùng Phật mới thấy, mà Phật nói cho chúng ta biết người chết không mất, còn lại cái nghiệp thức, nghiệp thức này nó sẽ đi luân hồi trong lục đạo, sanh thân rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết, lìa qua một đời rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồng, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết theo nguồn chuyển say, địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la người trời, rồi từ trời xuống người A-tu-la, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi là lục đạo luân hồi, nó xoay vòng trong trong cái vòng lục đạo này. Bây giờ muốn thoát khỏi cái lục đạo luân hồi này về thẳng Tây Phương Cực Lạc thì mình niệm A-di-đà Phật, lạy Phật A-di-đà, thì cái công hiệu của nó nhanh để mình về. Nói về cái sát thân tốt đẹp, thường những người lúc lâm chung mà có niệm Phật, có lạy Phật thì người ta ra đi sát thân người ta rất tươi nhuận và đẹp. Ở chùa chúng tôi có một bà cụ. Bà cụ này từ Sài Gòn trở lên nằm 6 tháng không chết, vì đứa con ở bên Arizona, Hoa Kỳ gửi tiền về cho mẹ, và người cháu khởi lòng tham, khi nuôi bà cụ á, khởi lòng tham mới lấy tiền bà cụ, bà cụ không cho lấy, thì cuối cùng á, cho bà ăn cái bùa ngải gì đó, bà bị
không làm chủ được. Sáng đi ra ngoài đường cứ lấy cái cây gõ vô đầu vậy nè, từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới về lại được. Thì cô Lan này cô rất là buồn, cô về cô muốn đem lên chùa cô dắt nhàn, nhưng cái người cháu cô đó nói nếu mang bà cụ đi là phải bước qua cái xác chết của nó, bởi vì mang đi là nó không còn tiền gửi về cho nó lấy nữa. Cuối cùng đêm khuya cô không dám kể cái chuyện này cho chúng tôi nghe, sợ là kẻ chúng tôi không dám nhận, sợ nhận lên là thằng cháu lên nó phá trừ mình sao. Cuối cùng cô im lặng từ bên Mỹ cô xin nghỉ một tháng tiệm làm nail, chủ tiệm nail cũng lớn lắm, giao hết và về đó ban đêm khuya 12 giờ để nó ngủ á, mở cửa ra bắt đầu thuê xe chạy lên chùa. Thì lên tới chùa xong chúng tôi mở cửa cũng nghĩ là đưa mẹ lên hộ niệm. Bây giờ bà này nằm cái nhìn lên trên nóc nhà, nhìn lên La Phong cứ cười hoài, đưa cơm đưa đồ cho ăn, kêu niệm Phật không niệm. Thì nằm ở nhà như vậy là một thời gian của mấy tháng. Khi đưa lên chùa chúng tôi, thì khi đưa lên chùa chúng tôi là để đó, bắt đầu là cũng niệm Phật cũng lại Phật, nhưng chưa đi. 6 tháng, hết 1 tháng cổ về, 6 tháng sau vẫn nằm đó. Cổ về 1 tháng nữa bắt đầu cổ lại Phật, mà cô này cũng lại khủng khiếp. Cổ lại Phật mà ngày đêm cổ lại, chỉ trường hợp mệt quá leo lên giường ngủ vài tiếng cho nó đỡ mệt xuống ăn, ăn xong rồi lại, bởi lại nửa tháng bà cụ ra đi. Nếu tình trạng bà cụ này cứ để như vậy nha, là 3 năm chưa đi. Sống không được, chết không xong. Trong kinh Vô Lượng họ nói là cầu sống không được, cầu chết không xong. Cho nên nằm đó mà trả nghiệp, nhờ cái công đức lạy Phật của cái cô Lan này, bà cụ ra đi. Thì khi bà cụ ra đi như vậy, là cái đứa cháu á, nó nghe bà chết nó lên. Thì khi nó lên rồi bà nhìn nó một cái, bà nổi sân lên, không đi theo Phật được. Cái chỗ này quan trọng nha. Vì sao chúng tôi biết được điều này? Vì người con của bà cụ này á, mới nói thưa thầy, con gửi tiền về nhưng mà cái đứa cháu á, nó xây cái kim tỉnh á, hay gì người ta 2 mét phải không ạ, nó xây có 1 mét rưỡi à, nó kêu chừng bà già chết cong lại á, teo lại cho nên thành ra xây nhỏ thôi. Cho nên thành ra cổ kêu thầy đi đóng cái hòm á, là cái chân của bà cụ phải cong như vậy nè, bỏ vô hòm á, phải cong nó mới bỏ lọt vô. Thì thầy kêu như vậy là xây cái kim tỉnh sát đi, đâu bao nhiêu tiền. Thì gia đình không chịu, nếu mà xây cái kim tỉnh khác gia đình mê tín dị đoan sợ người khác vô thế cái kim tỉnh đó. Thì cuối cùng phải bắt bà già nằm trong đó. Trời ơi, chết mà cũng không yên nha quý vị nha. Cái hồn mà không được nằm thẳng thốn để mà chết. Thì khi mà bực bội như vậy, vừa bỏ cái hồn xuống, bà nhập vô đứa bé liền. Bà nói gì bà thù thằng này mà bà theo Phật không được. Cho nên bây giờ các con hãy mau lên chùa thầy trong 49 ngày niệm Phật phóng sanh hồi hướng cho má. Hai đứa con chạy te lên chùa liền, kể lại cho chúng tôi nghe. Vì bà cụ này ra đi là do công đức lạy Phật của cô Lan là người con, nhưng mà đi không được là do cái oán thù của bà cụ với đứa cháu này. Cho nên coi chừng con cháu là nợ, chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Nếu không biết xây chuyển và thành là nghiệp báo, là oan gia, là nợ nần, cho nên con cháu của mình gặp coi chừng là trả nợ và đòi nợ, ân và oán, báo ân và báo oán, trả nợ và đòi nợ gặp nhau trong cuộc đời này. Không biết xây chuyển khéo léo là thua quá vậy à. Nhưng căn công đức gì giải được? Công đức lạy Phật, nhờ cái này của lạy Phật mà hôm nay nhìn cô đẹp, cô hoan hỷ, cô nói trời nhờ con lạy cho má con lạy Phật mà bữa nay thầy coi nè, bởi nhìn cái mặt bà đưa ra mình thấy hoan hỷ. Vì sao vậy? Gương mặt của cổ nó hồng hào, nó đẹp mà cái da nó láng nữa nghe. À, trời, có nhiều cô con ngứng cổ con nghe coi nghe. À, thưa quý vị, được xác thân tốt đẹp, nhớ nghe, tốt là không bệnh hoạn, đẹp là người này thân tướng họ trang nghiêm thùy mị nết na, nhưng có một cái thẩm sâu bên trong. Nhờ công đức lại Phật này cho nên trong tâm của mình nó tiêu đi ngã ái, ngã si, ngã mạn và ngã kiến. Ngã ái là gì? Ngã là ta còn ái còn chấp. Vừa sinh vô bụng mẹ thương cha là làm người nữ, gọi là ái cha phải làm người nữ, mà ái mẹ thì làm người nam.
Tâm ái xuất hiện từ khi tụ thai vô. Cho nên Phật mới nói là ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Không có niệm ái thì không vào cõi ta bà. Mà niệm bất nhất là niệm không nhất tâm niệm Phật thì người này không vãng sanh được. Cho nên mới nói ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Rồi lớn lên rồi sao? Lớn lên cái nghiệp ái mình mà ít và cái nghiệp kiếp trước mình có tu thì người ta đi xuất gia từ hồi còn bé còn nhỏ. Có nhiều đứa nhỏ sanh ra là nó gì? Nó muốn ăn chay, nó muốn vô chùa, nó muốn tu không à. Như chúng tôi á, còn nhỏ mới 12 tuổi chạy ra nhìn cái tượng Quan Âm Bồ Tát bên Tịnh Xá Ngọc Nguyên, nhìn vô tự nhiên nó nhập tâm luôn. Và khi nhập tâm rồi sao? Về xin má đi tu. Khoái thích đi tu vậy á, chứ không phải là bị cái chuyện thất tình hoặc tình yêu bò đá gì không có nha. Lúc còn trẻ mà 12 tuổi hay gì? Xin đi tu là kiếp trước mình có đi tu. Cho nên kiếp này mới còn nhỏ mình xin đi tu. Phải không ạ? Còn gì? Mình còn ân nợ, ân oán và nợ với người đó, kiếp này phải gặp để mà trả. Có người gặp một cô thì trả một lần, có người gặp năm cô thì trả năm lần. Bởi vì nợ với nhau quá cho nên gặp phải trả. Phải không ạ? Gặp để mà thanh toán món nợ để trả. Nhưng người biết cách trả khéo léo, người ta lạy Phật để người ta hồi hướng, thì giữa cái oan gia trái chủ với họ nó mau. Cho nên cái ngã ái, nó tiêu đi cái ngã ái. Ngã si tức là si mê. Đặc biệt chỗ này, cái người lạy Phật lâu ngày, cái trí tuệ của người ta nó phát sáng. Miệng niệm danh hiệu Phật được 1200 công đức, mắt nhìn Phật được 800 công đức, tai nghe danh hiệu mình sướng lên A Di Đà Phật là 1200 công đức. Và gì? Mũi của mình ngửi được mùi thơm, mùi hương thanh tịnh là được 800 công đức. Lưỡi của mình nói ra sướng A Di Đà Phật là 1200 công đức. Thân của mình sụp xuống lạy Phật là 1200 công đức. Ý của mình tưởng Phật A Di Đà, tưởng tướng quang minh của Phật được 1200 công đức. Kinh nào nói? Ôi sao Phật tử Xích Ni giỏi dữ ta. Kinh Pháp Hoa nói phải không? Kinh Pháp Hoa nói. Chứ không phải là lạy Phật không có công đức, niệm Phật không có công đức, ngàn niệm xong như mây như khói không thấy. Không phải đâu ạ. À, chắc chắn là có, Phật nói là có, bởi vì mình không chịu làm thôi ạ. À, thì như vậy từ cái công đức đó nó mới trang nghiêm thân tướng của bạn. Và từ công đức lạy Phật nó có một cái uy lực. Khi mình nói ra là người ta tin, con mình phải nghe, con mình phải tin, vợ mình phải nghe, vợ mình phải tin, chồng mình phải nghe, chồng mình phải tin. Từ cái công đức lạy Phật này gọi là nó có cái uy lực. Uy lực đó từ đâu? Từ cái công đức, công đức đó từ đâu? Từ cái cách lạy Phật. Cho nên tại tỉnh thất của chúng tôi không phải tự mãn. Các chú rất thương và rất kính. Ở khu chuyên tu 30 chú ở chung với Giác Nhàn, coi như là y như là bạn đồng tu. Nhưng mà nó có cái lớp lang thứ tự, nề nếp đâu ra đó. Chúng tôi nói là phải nghe, chứ không phải mà giữ ngươi được. Vì mình nói mà mình làm, chứ không phải mình nói ngoài cái lỗ miệng mà mình không làm. Cho nên mình nói ra là mình làm, cho nên nó có uy lực trong đó. Sở dĩ vợ không nghe chồng, chồng không nghe vợ, mẹ không nghe con, mà con không nghe mẹ, là mình chưa có uy lực, chưa có công đức. Cái miệng mình cứ sàm sàm, đụng đâu nói đó. Nhất là mấy bà cụ, mấy bà già đó ha. Già rồi không chịu niệm Phật mà đụng cái gì cũng xí vô mấy đứa con, nhăn nhó hoài, nó cho ngồi một xó luôn, nó không cho tiền đi chùa. Đó. Chứ gì nữa? Cái người mà lạy Phật, niệm Phật rồi, cậy họng họ không có một lời, vì người ta đang lo niệm Phật. Khi lời nói người ta là, khi lời nói người ta nói ra là như đinh đóng vô cột, cột gỗ lim á. Cho nên lời nói người ta có uy lực, có thần lực để mà cảm hục được người khác. Vì hôm nay nói 10 công đức lễ Phật là chúng tôi đã thực hành. Cái ngày lễ vía Quan Âm, quý vị biết 60.000 người đó là chúng tôi phải ngày đêm làm 2 tháng về cái đĩa vía Quan, về những cái đĩa này đĩa nọ, gọi là 50-60.000 đĩa xuống. Rồi bắt đầu là gì? Xuống rồi bắt đầu mang những miếng nệm cho người ta, trải nệm cũng như hôm nay đi xếp ghế cho quý vị ngồi. Là gì vậy? Là mình làm đi phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, mà phục vụ một cách vô ngã, không đòi hỏi. Lo từng miếng lạy cho các cụ của các bà, từ nửa cái lòng lệ tha đó. Bữa nay hôm nay nói ra nó có cái hồn, chứ không nói không nổi nha quý vị nha. Chứ không phải dễ gì nói 10 công đức lễ Phật đâu ạ. À, nếu mình không lễ, mình không làm, nói nó không có cái hồn, nó không có ấp phê ha. Như vậy cái xác thân tốt đẹp này, nếu người muốn tốt đẹp, hôm nay không phải đi thẩm mỹ viện nữa, không phải đi sửa môi sửa mắt sửa mày gì nữa cả,
Cứ lạy Phật đi rồi nó sẽ đẹp. Vì sao? Vì hữu tâm tự tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm tự tướng là gì? Nếu có cái tâm tốt thì gì? Thì cái tướng xấu này, từ cái tâm tốt này mà nó thay đổi cái tướng xấu thành cái tướng tốt. Nếu có cái tướng tốt rồi mà tâm mình xấu, tâm mình ganh tị, ích kỷ, hẹp hòi, thì cái tướng tốt này từ cái tâm xấu mà nó tiêu diệt đi cái tướng tốt. Nghe nghe chỗ này không ạ? Câu hán văn ạ. Giờ kể nghe câu chuyện nè. Câu chuyện này đặc biệt đó nha. À, cái cô này rất là đẹp, mà đẹp đến cái nỗi mà đi đến cái công ty nào làm, bà vợ bà cũng phải ghen, bà kêu đuổi bà này đi. Sợ ông chồng giám đốc ông cua đó. Sợ ông giám đốc ông cặp bồ với cái cô này. Cô phải nói là cô đẹp. Mà thường cái người đẹp mà không biết tu gọi là gì? Chảnh. Nghe chảnh không? Chảnh tức là ta đây ha, ta đây gọi là chảnh. Thì lớn lên bắt đầu đi làm. Thì đi làm chỗ nào cũng bị đuổi hết. Bởi vì đẹp quá cho nên thành ra đuổi. Cho nên đẹp rồi cũng có cái nghiệp nha. Xong cuối cùng cái không biết đi làm gì nữa hết thì đi làm tiền. Biết đi làm tiền không? Ở Việt Nam á, gặp một vị sư đó. Vị sư đó là thường chỉ chúng tôi lạy Quan Âm. Gặp sư đó cũng than thở, khóc lưng tròng nước mắt tại nơi cái tịnh xá dưới Vũng Tàu. Thì sư đó đi ở chặng bơm mà đi xuống Vũng Tàu á, ở dưới Vũng Tàu thì biển đồ, khách sạn đồ, người ta khách khứa đến đó đông á, cho nên thành ra cổ buồn quá, cổ đi vô chùa thắp nhang. Thì thắp một cây nhang lạy Quan Âm, dập đầu tha thiết: Quan Âm gia hộ cho con. Mà lại tha thiết thành khẩn lắm: con làm cái nghiệp này con khổ lắm rồi, sao sắc thân của con đẹp như vậy mà bây giờ phải làm cái nghề mà tệ nạn của xã hội. Vừa nguyện như vậy xong thì bước lên gặp sư. Sư đó ông nói: nhìn con thì dáng vóc rất đẹp, mà bên trong con có một cái khổ về nội tâm. Con nói đúng, sao thầy biết? Chứ thầy nhìn con thầy biết. Mà thường cái câu hỏi này là ai cũng trúng hết trơn á. Câu hỏi này là ai cũng trúng hết trơn á. Nhìn bạn bề ngoài đẹp, nhà cửa như vậy, nhưng bên trong là có cái khổ về nội tâm. Không khổ vì chồng, không khổ vì con, không khổ vì tiền, không khổ chuyện này thì cũng khổ chuyện nọ. Chỉ có thành Phật nó mới hết khổ tâm. Cái câu hỏi này là bảo đảm trúng trong chạy đâu hết trơn á. Thường mấy cô Phật nữ mà đi gọi là bẹt xe đi đồ lên chùa thầy á nha, là thầy hỏi: nhìn cô bên ngoài nhưng mà cô có cái khổ nội tâm, bối này là khỏi chạy đi đâu hết trơn á. Cái trong này thế nào cũng khóc. Khổ nội tâm về bệnh hoạn, khổ nội tâm về chuyện vợ chồng, khổ nội tâm về cái chuyện tiền bạc, khổ nội tâm về cái chuyện mà con cái xì ke ma túy. Hôm nay cũng có mấy người than như chúng tôi: con cái xì ke ma túy nè. Thì thầy bói này lại bảo đảm chắc chắn là chúng thôi, không chạy đâu hết trơn á. Thì cuối cùng ông thầy này ổng nói xong bắt đầu câu kể ra một tua luôn: bây giờ con tin Quan Âm không? Kêu con tin. Hồi nãy vô con thắp nhang con lạy Quan Âm mà con khóc hai hàng nước mắt, cho nên bây giờ con rất là tin, mà thầy nói rất là đúng, đúng con khổ nội tâm. Thì cuối cùng sư mới nói là gì? Bây giờ con mỗi lần, dĩ nhiên cái nghề này là không phải bỏ được liền, mà mỗi ngày con vô con lạy Quan Âm đi, rồi con sẽ được một cái chuyện đặc biệt Quan Âm gia hộ cho con để chuyển cái nghề. Muốn cái nghiệp của mình, cái nghiệp mà làm tiền này, cái nghiệp làm với việc tệ nạn xã hội này mà chuyển đi đó, muốn chuyển cái nghề thì bạn phải chuyển cái nghiệp. Mà muốn chuyển cái nghiệp thì lạy Quan Âm đi sẽ chuyển cái nghiệp. Mà khi chuyển cái nghiệp thì cái nghề này cũng sẽ tự động chuyển luôn. Ồ, con nghe có lý. Sự lý luận này có lý. Bởi vì do cái nghiệp của mình là nghiệp không có tiền, cái nghiệp mình là nghèo khổ, cái nghiệp của mình là trong tâm của mình là không có phước báu, cho nên đi làm ở đâu người ta cũng ghét, người ta đuổi. Nghe có lý. Bữa nào cũng vô lạy, nhưng mà lúc mình còn khỏe chắc chưa lạy đâu. Lúc mình còn vui vẻ đầy đủ tiện nghi chưa lạy đâu, mà do bà cũng khổ, thấm mùi vào cái khổ. Bữa nào cũng vô lạy Quan Âm, bữa trước đó cô lạy 10 lạy, bữa sau cô lạy 20 lạy, có bữa cô lạy 50 lạy, tha thiết mà lạy.
Cái bữa đó, cái đêm hôm đó có đi lang thang đâu, gặp cái anh đó, anh đi xe tới anh thắng cái kiếp, đứng lại nhìn mặt xong nói: anh muốn cưới em về làm vợ. Mà anh đó là giám đốc một cái công ty cũng lớn lắm. Nhìn vậy tự nhiên thương à, đi kiếm làm sao ra mấy cái vụ này. Thì sao? Thì lên xe rồi gì? Về nhà luôn. Trời ơi, lên Trảng Bom nói, đi chung với người chồng, đi xe lên thắng cái kết lại: sư, sư nhớ con là ai không? Sư kia nhìn cái mặt con là nhớ dữ lắm. Nhờ sư chỉ con lại Quan Âm mà hôm nay con gặp được ông xã con là giám đốc đó thầy. Sư à, thôi con cúng sư 500 ngàn. Ông sư đó không gặp, ông nhìn, ông kêu công nhận Quan Âm linh nghiệm. Mà con lại bao nhiêu lạy nói sư nghe. Ngày đầu con lại 3 lạy là con gặp sư, sau con lại 10 lạy, sau con lại 50 lạy, con lại hoài vậy mà cuối cùng gặp được anh này. Đổi luôn cái nghề, cái nghiệp này, vì chuyển cái nghiệp này cho nên đổi luôn cái nghề này. Giờ về làm một bà chủ một công ty. Từ đâu? Từ cái công đức lạy Phật này mà chuyển được. Sự việc này là sư đó kể cho chúng tôi năm 2003 tại nơi Trảng Bom. Từ cái công đức lạy Phật mà cô này chuyển được cái nghiệp làm tiền và chuyển luôn cái nghề làm tiền. Và từ cái công đức lạy Phật này mà được một cái phước báu như vậy. Có làm gì không? Không làm gì hết mà nhờ công đức lạy Phật mà hưởng. Hưởng không? Nói nghe thầy nhàn nói vậy cái ngày mai nghỉ việc làm, đóng cửa ở nhà, vợ chồng cái lạy biết cái đó nhăn răng hả nghe. Đó nhăn răng hả nghe. Mình phải tùy theo cái nghiệp của mình mà mình tu. Chứ nghe thầy nhàn nói khoái quá thôi đóng cửa để tự nhiên tiền nó rớt xuống. Như vậy là mình y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, ly kinh nhất từ đất đồng ma thiết. Câu này hay lắm á nghe, bữa nay mới nhớ ra nghe. Đó, tức là mình y theo, chấp vào cái công đức này, mình có duyệt lạy Phật mà không làm theo cái khả năng của mình. Hả mà. Như vậy cô này khi cô về rồi, cô tiếp tục lạy Quan Âm và cô tin Quan Âm và thờ tượng Quan Âm trong nhà rất là đẹp. Và từ nơi cái công đức này, sắc thân tốt đẹp. Nhưng vì sao? Nhưng vì cái tâm lý và cái tâm của cô này ngã mạn, cho nên nó tiêu đi công đức. Mà lạy Phật thì nó tiêu đi cái tâm ngã mạn, nó tiêu đi cái tâm ngã si, ngã ái, ngã mạn, ngã kiến. Cho nên thành ra từ đó rồi cái việc mình thay đổi. Ngay bản thân chúng tôi thấy thay đổi rất rõ. Về sức khỏe cũng thay đổi luôn. Rất là qua bên này làm rất nhiều mà lại càng ngày nó càng phun ra, nó mập ra. Lạ lắm. À, và cái cô đó cổ nhìn con, chúng ta hỏi xung quanh mọi người đó, đó thầy bao nhiêu ký? Cái anh nói 60 ký, anh 62 ký, cái anh nói thầy 72 ký là hết. Thầy kêu 83 rồi. 83 rồi. Qua bên này Phật tử bắt ăn cho nên bị ăn, cho nên từ 75 mới lên 83. Chắc về nhà mới xuống lại á. Công đức thứ hai, nói ra điều chi ai cũng tin dùng. Nói ra điều gì ai cũng tin và sử dụng và làm theo việc đó, gọi là tin dùng. Dùng là làm. Nếu quý vị không có lạy Phật thì mình nói ra nó không có uy lực, nói ra người ta không có tin dùng, người ta không làm theo. Ví dụ mình lạy Phật mỗi buổi sáng, mình lạy Phật nó có cái cảm xúc như thế nào khi mình nói ra thì người ta nghe, người ta tin dùng. Có một cô Phật tử, vị Phật tử này bị một cái cục bú nằm ngay dây thần kinh số 7. Và bác sĩ nói nếu mổ thì dây thần kinh này sẽ bị viêm, bị ảnh hưởng và cô sẽ méo miệng suốt đời. Cô này cô nói nghe méo miệng là cô buồn lắm, bởi vì cô thích đẹp. Và khi cô đi là cô phải phấn sáp đồ, đánh bột chét vô. Cô làm cô lo, cô làm đẹp lắm bởi vì cô thấy rất thích.
Thank you.